Rồi, nay xin chào mấy anh nha. Nay dẫn mấy anh đi công trình cửa gỗ sơn lại bằng sơn sơn sắc mài kẽm. Nay em giới thiệu mấy anh cái màu đỏ mận dolphin đó. Màu đỏ mận dolphin. Để coi em này cái sơn. Mấy anh coi cái màu cho nào thích cái màu này lấy sơn nha mấy anh. Này không có hướng dẫn kỹ thuật gì đâu nha mấy anh. Chỉ giới thiệu cái màu sơn thôi. Hôm nay em giới thiệu cái màu đỏ mận dolphin thôi. Nhà này cái này là mấy cái song cửa sổ này là bằng gỗ. Lúc trước sơn sơn dầu. Sơn màu xanh này giống màu xanh Yamaha của dolphin đó. Giờ sơn lại màu đỏ mận. Thì sơn lại cái này thì xả nhám sơ ra cho nó sạch sẽ, tạo độ xước cho bề mặt thôi. Rồi mình sơn lại thôi. Đây màu đỏ mận đây. Giờ để qua góc này em đứng dễ. Rồi đây. Cái gỗ này ngày xưa chắc không bào, không có tăng luôn nè. Quá trời sớ luôn, quá trời tim luôn. Sơn khó lắp lắm. Nó hút hết. Hút sơn hết. Màu đỏ mận này sơn lên sắt cũng đẹp lắm. Gỗ này tim quá, tim rồi, nó sần sùi quá rồi. Ngày xưa chắc không có tăng, nhà này cũng lâu lắm rồi mấy anh ơi. Nhà này chắc từ năm tám mấy rồi, thấy cũng cổ lắm rồi. Năm nay chắc lôi ra sơn lại ăn Tết hay sao. Xong cửa sổ này sơn hơn là cái màu này nó dễ lắp á, chứ không sơn cái gỗ này nó hao dữ lắm. Rồi đâu rồi, sập hai cái xuống luôn. Cái này mấy anh lưu ý nha, mấy anh nào mà có lấy sơn này mà sơn lên gỗ á thì mấy anh lót BU trước đi. Lót BU cho nó hết tim đi. Lại tăng trà kỹ càng đi thì nó mới không bị hút sơn nhiều, nó không có hao sơn. Còn cái này nhà cũ rồi nên là cái này thua rồi. Chỉ có sơn lại cho nó mới nhà thôi. Màu này chói sáng quá ha, quay không rõ. Đó, trên này rõ màu nè. Cái màu này nó mấy anh sơn lên sắt nó dễ lắp lắm. Một bát một là lắp à. Cái này nó không tối quá mà nó cũng không đỏ quá. Nhìn màu nó
nó kiểu như trái mận á, mận Ấn Độ á. Nhà này cổ quá rồi, ngày xưa giả đá nè, cái này đá thiệt nè chứ không phải giống mấy video giả đá đâu, này là đá thiệt, giả đá. Ủa nãy giờ có pha thêm không em? Là cái can lúc đầu Đức pha hả? Được hai khung, hơn được hai khung không ta? Chắc không được đâu ha. Khung này nó dày quá, nhiều sông quá. Khung này tầm 2 mét vuông mà nó nhiều sông ấy quá, nhiều cái mang cá này quá. Mấy anh nào thích màu này thì có thể lên Shopee mua nha mấy anh. Mã số là đỏ mận, màu đỏ mận. Mã số là 125. Loại này là loại màu thành phần. Tôi ở nhà kêu là không có xịt ra mấy cái phun bao, nó len qua tường đá này đánh cực đó. Em giới thiệu với mấy anh cái màu đỏ mận này nha, mấy anh có mua thì lên Shopee mua giúp em. Còn anh nào không biết lên Shopee thì để địa chỉ, số điện thoại với họ tên với em gửi cho. Đây ông này cũng cái cọ nè, đây bên này nhìn thấy cái màu này rõ hơn. Quay lại cái màu này về cho mấy anh thợ sắt coi á. Màu này hả? Sơn sắt luôn à? Màu này màu sơn sắt mà, chẳng qua thằng Đức lấy sơn gỗ rồi chứ. Sơn gỗ này này nó bền hơn sơn dầu. Ôi sao không thổi bụi đi, khô giờ khô mặt chưa sờ được rồi. Khô mặt nhưng mà cái bụi đó nó vẫn bám à, dơ. Thổi bụi đi, quét dưới trước nè, quét dưới trước nè, xong đứng nè, quét làm màu cho tôi quay phim mà. Quay với màu lem, lem giờ phải đánh ra.
xem chưa. Rồi, ok, xin cảm ơn mấy anh nha. Chủ yếu là giới thiệu cái màu đỏ mận này cho mấy anh thôi. Anh sẽ gửi sắc, mấy anh nào thích màu này thì lên Shopee mua giúp em. Mã số là 125.